Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Tối ngày 31 tháng 3, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang hẹn hò cùng nhau. Theo chủ nhân đoạn clip, địa điểm cả hai vừa đến là một quán cà phê nổi tiếng tọa lạc tại thành phố sương mù Đà Lạt. Người này bày tỏ sự hào hứng khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng ngoài đời, đi cà phê được gặp idol. Trong đoạn clip, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang khoác vai nhau tình tứ bước vào quán, không giống như những lần xuất hiện bắt mắt trên màn ảnh. Ngoài đời cặp đôi diện đồ nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Phong cách đời thường của hai vợ chồng được ngợi khen vì tiết chế ở mức vừa phải, không quá màu mè nhưng vẫn có sự chỉnh chu nhất định. Nếu như người xem nhận ra Trường Giang một cách rất nhanh chóng thì sự xuất hiện của Nhã Phương lại khiến khán giả nhìn không ra. Cô diện váy tối màu, rộng thùng thình dài quá đầu gối. Dáng đi của Nhã Phương được dân tình cho là kỳ lạ hơn so với hình ảnh thường thấy của cô nhưng lại rất giống cách đi của người phụ nữ đang mang thai. Phần đế giày cô mang cũng tương đối thấp. Loạt chi tiết kể trên khiến cư dân mạng được phen nháo nhào bàn tán vì cho rằng thông tin Nhã Phương mang thai không còn đơn thuần là lời đồn. Đặc biệt khi hình ảnh được ghi lại một cách khách quan, từ bị khán giả vô tình bắt gặp đôi vợ chồng ngoài đường, nhiều người càng tin tưởng hơn về việc Nhã Phương xuất hiện một cách rất tự nhiên, không cố giấu tư thế đi đứng của bản thân vì không biết đang bị tim qua đường ghi hình lại. Khả năng Nhã Phương có em bé, đi dép thấp, đi nhẹ nhàng chứ không đi kiểu tạo dáng. Này ai bầu rồi là biết liền nha, tướng này tướng của mẹ bầu chứ đâu, Destiny kỳ này có em rồi. Công nhận nhìn ở ngoài thấy Trường Giang chung vợ dễ sợ, còn Phương chắc mang bầu bé thứ hai rồi. Tướng này hệt bà bầu chứ gì nữa, chúc mừng. Trong tháng 1, thông tin Nhã Phương mang bầu từng rầm rộ khắp các trang mạng xã hội. Cụ thể, khi Nhã Phương đăng tải hậu trường một buổi chụp hình, cư dân mạng quan sát và nhận định vòng hai của người đẹp cũng ra như thể đang mang bầu, dù từ trước đến nay cô vốn rất chú trọng đến việc giữ dáng và gần như khán giả chỉ than phiền về hình ảnh gầy gò của Nhã Phương chứ hiếm khi nhắc chủ đề tăng cân. So với loạt ảnh trước đó, Nhã Phương hiện tại cũng được cho là có da có thịt hơn. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những nghi vấn ban đầu của khán giả vì cũng có thể cô đã nghe lời góp ý và dần thay đổi chế độ ăn uống để tăng cân, mũm mĩm trở lại. Trước đó, đầu năm 2019, Nhã Phương, Trường Giang đón ái nữ đầu lòng chào đời. Thời gian đầu, thông tin về bé Destiny, tên thân mật của ái nữ nhà Trường Giang gần như được giấu kín một cách tuyệt đối. Phải đến sau này, cặp đôi mới xác nhận thông tin có con, đồng thời chia sẻ hình ảnh của bé nhiều hơn trên mạng xã hội. Dù vậy, vợ chồng mười khó vẫn giữ quan điểm tôn trọng sự riêng tư, mong muốn của con chứ không tự ý chia sẻ hình ảnh nhóc tì trên mạng xã hội. Đó cũng là lý do mà đa phần những bức ảnh của Destiny đều chụp khuất từ sau lưng hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Hơn 3 năm về chung nhà, đến nay Trường Giang, Nhã Phương đã có một gia đình vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Hiện thông tin nghi vấn Nhã Phương mang thai lần hai cũng đang thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Kể từ sau khi về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời gian gần đây, Nhã Phương cũng đã dần cởi mở hơn khi khoe thiên thần nhỏ mang tên Destiny trên mạng xã hội. Chẳng phải tự nhiên mà nhiều người thường khuyên hội chị em đừng nên quá tin vào ngôn tình, bởi lẽ đằng sau những câu chuyện tình cảm, câu nói lãng mạn là cả một sự thật mà chẳng mấy ai biết. Và quả thật, trường hợp của Trường Giang và Nhã Phương đã chứng minh phần nào câu nói này là sự thật. Chuyện là cách đây không lâu, Nhã Phương từng đăng ảnh ôm ấp Trường Giang trong một hoạt động chạy bộ đính kèm dòng trạng thái, để xem ai chạy nhanh hơn. Ngay lập tức, nam danh hài khéo đáp lời bà xã bằng câu nói lãng mạn phải biết, khiến hội chị em rần rần, chạy về nơi phía em. Nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật, cho đến mới đây, Nhã Phương mới hé lộ cái kết của câu chuyện tưởng chừng lãng mạn này. Theo đó, vì mãi chạy về nơi phía em nên Trường Giang nhận cái kết trái da theo nghĩa đen và giúp bà xã có được cả rổ ảnh dìm đăng lên trang cá nhân. Có thể không lãng mạn và viên mãn như phim ngôn tình nhưng những bức ảnh này cũng khiến netizen rần rần, liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc của cả hai. Nhã Phương, sở thích của mình là thích ăn, thích ngủ với mẹ. Sở thích gì mà ác ôn như vậy? Nhã Phương có cách nào để giải sự đấy? Một là khóc cho đã. Không, ngủ. Ngủ, nghe nhạc. Sao đơn giản vậy? Buồn, vui, bất chợt và nổi cáu mà đôi lúc không biết tại sao. Sao mà lẳng lặng dơ tay. Đi về Nhã Phương là khó hết. Những gì nãy giờ anh nói, cũng như là xong rồi đó, đời em thua rồi. Kỳ á. Chuyện chính hết trơn, bệnh nào. Ủa, ông Hoàng hạnh phúc, ông Hoàng hạnh phúc. Em tới đây để ông Hoàng giải cứu em mà kỳ á. Anh sẽ mang em đến một nơi chân trời mới. Mặt mũi tìm với em hết. Hồi nãy giờ em mới bước vào lạnh á. Anh lạnh cách đây nửa tiếng. Khách nó quan trọng nhất là khoảnh khắc bước vào lễ đường. Nó khủng khiếp lắm. Em muốn ở đây, em muốn ở đây. Chúng ta phải luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc. À đúng rồi, cái này là em nè. Bây giờ em nhìn thẳng mắt anh nè, em nói đi. Em muốn thích anh không? Trả lời thật lòng. Dạ em yêu ông Hoàng. Em yêu ông Hoàng, anh phúc mà. Em đã
có một cái giải pháp rồi đó, tức là khi em xử lý vấn đề em đừng có quá vội, đừng có bao giờ em nổi nóng hoặc là em phản ứng một cách rất là mãnh liệt, thì điều đó sẽ làm cho em dễ cân bằng hơn về mặt cảm xúc. Đừng để rơi vào một hố sâu rồi kêu người ta thả dây thần xuống đu lên, đúng không? Vậy là ông Hoàng không bao giờ bị stress hả? Bị, nhưng mà anh biết cái cách kiềm chế cảm xúc. Ví dụ như anh nhớ em, anh nghĩ trong đầu là đừng nhớ Nhã Phương nữa, bởi vì cô ấy thuộc về một người đàn ông khác rồi. Là anh lại sống, ok. Rồi, bây giờ anh em mình nếm thử. Bỏ đũa xuống đi mấy đứa. À, nó mát cái mục tiêu quá, cái mục tiêu quá. Thử thôi. Ai cho ăn. Anh thật độc ác. Ông Hoàng độc ác nhất chừng mà em từ ra. Ta thưởng thức cái món này trước anh chào nè. Có khi nào mình được phải lại không nhỉ? Cái ghét thiệt luôn á. Ông Hoàng ơi, ông Hoàng ăn đi, ông Hoàng đừng có nói được không? Không. Hãy thể hiện em là vào đi em. Bánh ghẹ đó, trời ơi. Cái này ngon lắm. Nè, nè, ăn đi, cảm nhận, cắn cái coi. Ngon quá. Đã chờ hai cái mang về. Được nữa hả? Được.